thằng bé tạt dần chết nơi cầu cạnh sườn Ba Son. Tuổi 13 ra trần xám nắng vớt cặn dầu về đổi lấy miếng cơm. Ôi quá nhiều dầu sao quá nhiều, chắc phen này hẳn được cơm no. Ngày chờ đến sẽ mua sữa một lần cho thằng cu nếm thử. Dứt trên cầu chúng thầy rồi, mắt lạnh lùng nạp khẩu AK. Ở ngoài kia con thuyền vùng vẫy, cố vào bờ liều mạng trốn thoát thân. Cố sức chèo thằng bé cố treo, tay quơ dầm mà thuyền như không đi. Chàng đàn bắn chết em quá vội vàng, buông dầm rơi ngỡ ngàng trên khoang. Thuyền không lái nghiêng nghiêng xoay giữa dòng, máu em trào nhuộm cả hai vai. Thằng nhỏ ôm anh mình bật khóc, lớp cặn dầu này đổi lấy xác anh. Bé tát dầu, thằng bé tát dầu, chết nơi cầu cạnh sườn Ba Son. Thằng nhỏ chết với đôi mắt mở trừng trên dòng sông, sóng gần rừng rừng. Cho thằng bé nước Việt chết như một kẻ thù vô danh. Phản Đông Trăng hay là đế quốc, biết đâu rằng chỉ chủ nghĩa giết em. Bé tát dầu, thằng bé chết nơi cầu cạnh sườn Ba Son. Thằng nhỏ chết với đôi mắt mở trừng trên dòng sông, sóng gần rừng rừng. Thằng nhỏ chết với đôi mắt mở trừng trên dòng sông, sóng gần rừng rừng.
còn sống mà trở về. Thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn sống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cất tiếng nói. Nếu tôi còn sống mà trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho que đuối cũng xin là một đời thằng mõ không không. Và con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tin tôi nung đã thành than và câu hát rất buồn. Đêm sau cùng theo lối có miếng trắng phai, sẽ đi thăm đã chết hết người. May ra còn ở trong những lăng miếu đổ tiếng tiền thân dẫn loài quỷ ác. Xin được giữ thiên lặng để chúng ta bắt đầu nghi thức khai mạc. Kính thưa quý bà con cô bác, hôm nay một lần nữa Ủy ban tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver có thêm một buổi gây quỹ nữa để chúng ta có thể trong cái tiến trình hoàn tất xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Vancouver. Xin cảm ơn quý hội đoàn, quý mạnh thường quân và bà con cô bác đã nhiệt tình yểm trợ công tác xây dựng tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver với budget lên tới 250.000 đô la Canada cho tượng đài, cho việc xây dựng bệ đá và cho việc hoàn tất khắc tên. Chúng ta đã đi được khoảng đường khá dài. Tuy vậy, việc gây quỹ chỉ mới được hơn một nửa budget. Sự đóng góp của quý ân nhân là vô bờ, vì người Việt chúng ta không đông bằng Toronto, không đông bằng Cali, nên sự đóng góp của chúng ta đã là vượt bậc. Tuy vậy, để mau chóng cho công việc trước mặt, một số anh chị em trong ban quản trị đã phải cho mượn trước để công việc được trôi chảy. Hôm nay, một lần nữa, buổi gây quỹ hôm nay, chúng tôi được tiếp xúc với tất cả quý hội đoàn, quý mạnh thường quân và bà con cô bác đã đến rất đông đủ hôm nay cho cái ngày gây quỹ tiếp theo để hoàn tất công việc xây dựng tượng đài thuyền nhân. Và bây giờ chúng tôi xin được kính mời quý bà con cô bác cũng như các hội đoàn chúng ta cùng đứng lên trong nghi thức khai mạc. Tất cả chúng ta chú ý, nghi thức khai mạc bắt đầu. Quốc ca Canada. Oh,
xin mọi người cùng hát. Nhân ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch vài ngày trước đây, để ghi nhớ các anh hùng liệt nữ của dân tộc đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để xây nên dải Giang Sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Để tưởng nhớ các nạn nhân đã bỏ mình nơi rừng sâu, trên biển cả mênh mông mà tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản nhằm để tưởng nhớ đến tất cả những nạn nhân đã qua đời trong khi chạy trốn chế độ cộng sản. Và hôm nay, trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng hướng về công cuộc đấu tranh tại quê nhà nhằm giải trừ chế độ cộng sản, giải trừ đại họa mất nước trong các cuộc biểu tình rầm rộ trong quốc nội mà Vancouver chúng ta cũng đã đóng góp trong tiến trình biểu tình đồng hành với quốc dân trong quốc nội. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị đại diện các hội đoàn, quý vị ân nhân và tất cả bà con cô bác cùng an tọa. Và xin mời ban nghi thức chúng ta trở về vị trí cũ. Kính thưa quý hội đoàn, quý vị ân nhân và quý bà con cô bác, phải nói buổi về quý hôm nay thực sự là đông đảo, rất vui, bởi vì chúng ta đang hướng về tượng đài thuyền nhân sắp được chuẩn bị xây dựng trên công viên Mac Olive Park, là công viên ngay trên góc đường Fraser và Kingsway, là một vị trí rất thuận lợi cho chúng ta. Và để mở đầu, chúng tôi xin được giới thiệu các quan khách, chính quyền địa phương đã cùng đến tham dự với chúng ta trong buổi gây quỹ hôm nay. Một số vị thì đã tới và một số vị cũng đang trên đường tới. Thành thử chúng tôi xin được đọc lại danh sách tất cả. Về Vancouver City Councilor có ông John Max, Deputy Mayor. Xin cho một tràng vỗ tay. Thank you.
Mr. Don Davy, MP of Vancouver Kingston. Về Hội đoàn Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Hội Người Việt Tự Do tại BC, ông Hội trưởng Phan Mật, Hội Cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Phan Vĩnh Đức, Liên minh Dân chủ phân khu bộ BC, ông Trương Minh Lạc, Cộng đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, ông Mai Phú Hưng, Phong trào Yểm trợ khối Ta 406, ông Trần Ngọc Bính, ông Phan Thế Ngọc, Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Hy, ông Nguyễn Hữu Ninh, Hội Bảo tồn Cờ vàng Quốc gia Việt Nam, ông Trần Văn Nam, Diễn đàn Nữ Trung học Lê Văn Duyệt, bà Nguyễn Đặng Mỹ. Xin cho tất cả quý vị đại diện cho các hội đoàn một tràng vỗ tay. Về phía quan khách người Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Phước Quang, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân. Ông Phan Văn Quang, cựu hội trưởng Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver và phu nhân. Dr. Thi sĩ Nhật Thúy, Fraser Head Laser and Skin Care. Cô Belinda, Thời báo Vancouver. Dr. Nguyễn Đức Tùng, ông bà Lê Văn Thiên, ông bà Lê Văn Trương, bà Quả Phù Nguyễn Đình Phúc, ông bà Lâm Hữu Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hường và Bánh Cuốn Thu Hiền, Dr. Trâm Nguyễn và Mr. Brandon Lu. Xin cho tất cả quý vị trên một tràng vỗ tay. Nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn một số quý vị rất là đặc biệt. Xin cảm ơn bà Trác Ngọc Tuyết đã trao tặng cho buổi gây quỹ của chúng ta hôm nay một ông thần tài. Ông thần tài thì to quá. Hai người bên đây nổi chắc là nhiều lắm. Bà bán cho chúng ta sẽ gây quỹ. Chị Kim Nguyễn đã tặng hai gói quà để sổ số. Hai gói quà này cũng rất là đặc biệt. Không biết là ai có thể nâng lên chủ. Hai gói quà này rất là đặc biệt. Mặc dù là thực phẩm nhưng mà được đóng gói rất là nghệ thuật. Chị Dương Quý đã tặng một chai rượu Remy Martin. Ân nhân tặng vòng ngọc thành. Và ông Khang Sình đã tặng thực phẩm để sổ số. Ông Khang Sình là giám đốc của một công ty xuất nhập cảng khá lớn về thực phẩm ở tại Vancouver. Ông cũng có những bài đã đăng báo trên thời báo và đã nói về cái vấn đề thực phẩm của ông bán ra là đã có chứng nhận của Food Safe của Vancouver. Do đó, lát nữa ông cũng tặng chúng ta một số khá nhiều thực phẩm để chúng ta có thể gây quỹ sổ số. Và bây giờ, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Hữu Linh, người đại diện cho ban tổ chức gây quỹ tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver, sẽ có đôi lời trình bày với tất cả quý bà con, cô bác và quý ân nhân cũng như quý vị đại diện các hội đoàn. Xin kính mời ông Nguyễn Hữu Linh. Xin chào tất cả mọi người và các bạn đã tham dự ngày hôm nay. Xin chào tất cả các quan khách và tham dự ngày hôm nay. Trước tiên là chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị là chúng tôi đã có trước đó cùng loan báo rằng có thể là ngày hôm nay là cái tượng đài của mình nó sẽ về được đến đây. Nhưng mà thật ra đến vào giờ phút cuối thì ở bên kia họ cho biết được rằng là họ đang còn mới ra các đài đã đúc rồi nhưng mà chưa đánh bóng được, chưa có kịp rời được. Thành thực ra là tượng đài nó về đến đây trễ chừng độ 2 tuần rồi. Đó là một điều xin lỗi. Rồi cái điều kế tiếp nữa là chúng tôi cũng nghĩ rằng ấy, khi mà cái tượng đài nó về được đến đây rồi đó thì chúng tôi sẽ loan báo cho mời tất cả quý bà con cô bác ở đây tham dự ngày hôm nay có thể đến để mà mình có thể thăm viếng cái tượng đài đó, để mà quan sát nó, để mà chụp hình trực tiếp với lại cái tượng đài.
ở trong một cái hall nào đó. Mà khi mà có cái tượng đài về đây chính thức rồi thì chúng tôi mới có một sự loan báo đó. Thì cũng mong quý vị là cũng để ý để mà theo dõi cái tin tức của tôi sẽ đăng trên thời báo. Rồi kế tiếp nữa là cảm ơn tất cả quý đồng hương đã đến đây tham dự một cách rất là đông đảo như thế này. Chúng tôi kiểu như là bán được trên 600 vé, kiểu như là 600 chỗ ngồi trên 60 bàn, kiểu như full ở đây, ở trong cái phòng này hết. Thành thử ra là cảm ơn. Rồi cũng xin nhắc lại với quý vị biết là chúng tôi, cái tượng đài chúng tôi sẽ về ở đây vào mùa xuân, tức là trong mùa xuân, trong tháng 3, tháng 4 này. Thì sau khi mà tượng đài đã về đây rồi đó, thì chúng tôi sẽ cánh thành cái tượng đài vào đâu khoảng mùa hè. Và tôi nghĩ rằng là có thể là đầu mùa hè, để mừng sinh nhật 150 năm của Canada, và đồng thời cũng là mừng sinh nhật 4896 của Việt lịch. Thì cái công việc mà gây quỹ hiện giờ đó, thì chúng tôi đã, cái lần trước á, là chúng tôi đã có thu nhận được là 129.335 đồng. Tức là cái lần mà gây quỹ cái kỳ trước là January tháng ngày 17 đó, ngày 17 đó. Rồi bây giờ thì chúng tôi xong cái thời gian đó thì chúng tôi đã gây quỹ thêm được là 10.160 đồng. Hiện giờ là chúng tôi gây quỹ được 139.495 đồng. Và hy vọng rằng sau cái ngày gây quỹ hôm nay, chúng tôi sẽ có thể gây được thêm được trên 150.000. Thì cái số tiền đó thì thực ra nó cũng còn thiếu nhiều đó. Nhưng mà qua những cái lần mà đóng góp mà cái sự tham dự của đồng bào mà đầy đủ như thế này đó, thì tôi nghĩ rằng đó, cái chuyện đó là không phải là khó để mà vượt qua đâu. Cái con số mà 250.000 đó, thì bây giờ mình đã đi được hơn một nửa đoạn đường rồi. Thì cùng quý vị xin cho biết được rằng là thế này, tụi tôi cũng muốn đề cập đến những cái số bà con mà đi tham dự ngày hôm nay đó. Không, có nhiều người họ đã phun lại lên hỏi chúng tôi là vấn đề đi khắc ở trên tượng đài như thế nào. Thì chúng tôi cũng đã nói như thế này, là cái hình tượng mà để mà khắc ở trên đá đó là được một người như vậy, là được một cái khung. Cái khung mà chúng tôi đã có ở trong cái tờ mà thông báo đó, thì kể như là cái khung đó là bề ngang là 15cm, mà bề rộng của nó là 8cm. Tức là mình có thể ghi đủ được 4 hàng chữ ở trong đó. Đó. Thì ví dụ như là cũng có những cái người mà họ có một cái người nào đó mất đi mật hoặc là bị mất trong cái đường vượt biên á, thì họ cũng có thể đều trong đó được. Đó. Tức là 4 hàng chữ, 3 hàng chữ đến 4 hàng chữ là với ai. Thì cái hình thức mà để mà khắc tên ở trên đó, thì tôi thấy là có một số người thì họ dùng cái business của họ, họ có thể là dùng cái sponsorship của họ, rồi cũng có thể có những người mà tư nhân thì trên 1.000 đồng, thì họ có thể có bằng cách là gom thu lại tất cả những cái đứa con của họ ở trong gia đình đó, để mà góp lại, để mà đóng đủ, để mà mình có thể khắc tên được trên 1.000, để mà đóng góp được 1.000 đồng để mình có thể khắc tên được trên đó. Thì tất cả cái việc này đó là việc tất cả của cho tất cả những cái người Việt Nam mình ở trong những người mà tị nạn đó. Thành thử ra chúng tôi mong muốn rằng, mong mỏi rằng quý vị giúp sức giùm cho, đóng góp giùm cho, để chúng ta có thể hình thành một cái tượng đài ở trong đó, ở trên một cái khuôn viên của thành phố, mà kể như là một cái thành phố mà đẹp nhất, mà họ đã cho mình khắc được cái tên ở đó, ở trên cái tượng đài, trên cái khu của thành phố. Thì xin kính mong, kính mong tất cả quý vị để đây ủng hộ giùm cho. Và trước khi xin hết lời, chúng tôi xin tất cả chúc quý vị có một bữa ăn ngon và một đêm văn nghệ vui vẻ và bình an. Cảm xin cảm ơn tất cả. Vâng, xin là cảm ơn ông Nguyễn Hữu Ninh. Chúng tôi xin được lặp lại một số các điểm rất là căn bản. Đó là tượng đài thuyền nhân sẽ được khánh thành vào khoảng mùa hè năm nay. Và trên đó có nhiều cái ô để chúng ta có thể khắc tên để vinh danh những người đã vượt biên thành công, là những người tị nạn cộng sản là chúng ta còn sống đây, và đồng thời cũng để ghi nhớ những người đã qua đời trong chuyến vượt biên vượt biển, và họ đã không may mắn như chúng ta đã bị chết trên đường vượt biên vượt biển.
Và chúng tôi xin được tiếp tục loan báo một số các quý vị mạnh thường quân đã yểm trợ cho cái công tác gây quỹ xây dựng tượng đài Thuyền Nhân, mà từ lần gây quỹ trước mùng 7 tháng 1 cho đến hôm nay là mùng 8 tháng 4. Kết quả gây quỹ lần trước là 4.490 đồng 34 sen. Sau đó thì có thêm Dr. Viêm Nguyễn 1.000 đồng, ẩn danh 1.700 đồng, ông Phan Mật 1.000 đồng, bác cao niên Nguyễn Thế Tiến 1.000 đồng, Bảo Châu 100 đồng, KC Travel 100 đồng, bà Thu Hiền, bánh cuốn Thu Hiền 100 đồng, Vina Sếp 100 đồng, Nguyễn Thị Diệu Minh 20 đồng, Tâm Đoan 1.000 đồng, Vina Phạc Ma Si 350 đồng, Trương Thị Kim Phương 40 đồng, NTH 100 đồng, Cộng đồng Người Việt cùng Victor Vancouver 1.550 đồng và Thái Sơn Vietnamese Restaurant 2.000 đồng. Là chúng ta đang là có những bước tiến rất là đáng khích lệ cho cái việc yểm trợ gây quỹ xây dựng tượng đài Thuyền Nhân. Và con số cho tới hôm nay, chưa kể cái buổi gây quỹ hôm nay, đó là 139.495 đồng 17 sen. Chúng ta đã quá được hơn nửa chặng đường. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay chúng tôi cũng không ngoài mục đích là tiếp tục gây quỹ. Và bây giờ chúng tôi xin đã update lại một số mà quý đồng bào đã donate được trong ngày hôm nay. Thì cái số này là không phải là cái số mà của anh Bính vừa mới đọc. Gồm có kỹ sĩ và bác sĩ Nhật Thúy đã tặng cho 2.000 đồng. À, Nhật Thúy và bác sĩ đã tặng cho 2.000 đồng. Diana Hồng Giang 50 đồng. Ngọc Hà 100 đồng. Thanh Thúy 50 đồng. Xin cảm ơn tất cả quý anh nhân. Để mở đầu cho một cái tiết mục văn nghệ rất đặc sắc, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị quan khách cùng hướng lên trên sân khấu để tham dự tiết mục mở đầu hôm nay của ban văn nghệ FVA. Xin mời ban văn nghệ FVA chuẩn bị. Và chúng tôi xin được đọc tiếp những quý vị ân nhân hôm nay. Bà Huỳnh Thị Hai 30 đồng, ông bà Bùi Bó Vinh 100 đồng, chị Nancy Thủy 100 đồng, ông bà Nguyễn Phước Quang 200 đồng, anh chị Hoàng Hôn 130 đồng, ông bà Khiêm Loan 100 đồng, ông Dịch Hoài Phương 100 đồng, ẩn danh 20 đồng, ông bà Nguyễn Văn Trắng 50 đồng, bà Nguyễn Thị Quang 50 đồng, ông bà Lê Văn Trương 200 đồng, ông bà Lê Văn Thiên 200 đồng, cô Vy Linh Đa Thời Báo 200 đồng, ông bà Lâm Hiếu Nghĩa 250 đồng, bà Nguyễn Đình Phúc 100 đồng, ông bà Sơn Lê 90 đồng, ông bà Phan Vĩnh Đức 200 đồng, ông bà Lê Băng Restaurant 100 đồng. Xin cho quý vị ân nhân một tràng vỗ tay nữa. Và xin mời ban văn nghệ. Và lời thuyết phục với Nguyễn Đan phụ trách chương trình văn nghệ đêm nay, và xin kính chúc cho tất cả quý vị được một đêm vui vẻ. Và chúng ta cũng không quên cảm ơn tất cả mà tất cả mọi người đã đến đây để tham dự và giúp cho chương trình của mình. Cảm ơn. Và một lần nữa Nguyễn Đan xin kính chúc quý vị một đêm giả tiệc thật là vui. Đêm chung dầu dục biển, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đình Anh, mời quý vị thưởng thức qua tiếng ca của ca sĩ Dương Quang. Cái này đừng có để tối nha, cho màu thôi nha. Okay. Dương Quang lại giới thiệu quý vị, các chị và các bạn thương yêu. Và xin cảm ơn quý vị đã đến đây để ủng hộ cho chương trình của tượng đài Thiên Nhân.
Và đây là một trường hợp bất ngờ. Dương Quang được biết là Dương Quang giờ bài hát này một mình, nhưng vừa rồi nghe chị Đức Hồng nói là có hoàn cảnh bài này nên kết hợp hoàn cảnh của bài này, và Dương Quang quan trọng trao với đồng chí. Vậy là hình như là cái số cái đầu múa này nếu mấy chị chấp thuận quá. Đêm nay anh đánh dầu ra biển anh đi, anh chôn chôn hết cả những gì của yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn Dương Quang. Bài hát rất là xúc động, quý vị. Và đây anh Vĩnh có nhiều lời gửi đến quý vị. Kính thưa quý bà con, quý bác tham dự đêm vị quý hôm nay với chúng ta có một số vị thuộc về chính quyền địa phương. Chúng tôi xin mời những vị đó lên trên này để chia sẻ với chúng ta ít điều về tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver. Joining us today for the reception dinner to build up the statue of Vietnamese refugee in Vancouver, please welcome Mr. Jean of Max, Deputy Mayor, thì đại diện cho Hội đồng thành phố Vancouver. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's great to be here among so many great friends. And I want to bring greetings on behalf of the entire council, Mayor Gregor Robertson, and all my colleagues. Wish the Little Saigon Vancouver community the very best in your efforts, which I know will be successful to create a monument to the arrival of the Vietnamese community in our country, and what an incredible contribution people of Vietnamese background are making, not just the city of Vancouver, but right across Canada. It's something that everyone is aware of and we appreciate, and we want to thank you and wish you all the success in the future. So have a wonderful evening tonight. I know City Council and Councillor Carrie Chan, Councillor Raymond Lui will be here later to join me. Are all looking forward to the day when we can come with you and celebrate the unveiling of that monument. And I've told Nin, you know, if there's any more help we can give, we'll try to do so. Thank you so much. Have a wonderful evening, and congratulations on the imminent success, I think, of this fundraising campaign. Thank you, Mr. Jeff Ness. And now, we would like to introduce Mr. Don Davey, MP, Kingsway, Vancouver. Thank you. Good evening, everybody. It's a pleasure and a privilege to be with all of you here tonight as you continue your hard work and contributions towards building a monument to the Vietnamese refugees who came to this country and have contributed so much to our country socially, culturally, and economically. You know, the last couple of years, I think, have seen how important it is for Canada to have a compassionate and strong policy of welcoming refugees. Well, we very often refer back to the Vietnamese refugees who came to Canada, 50,000 of them in the late 70s and 1980s, as a model of success, of how we helped people who were escaping and coming to freedom, seeking a better place for their families and escaping a dictatorship, and Canada opening its arms to those people at that time. And the Vietnamese refugees are held up as a model by Canada to the world of successful integration of people into our country, where we know that Vietnamese communities in Toronto and Montreal and Vancouver and in other cities across the country have been enriched by the contributions of Vietnamese Canadians. So on behalf of the Parliament of Canada, I want to extend our best wishes and appreciation for all that you do for our country. We will do everything we can to help continue to fundraise so that you can unveil that very important monument. I want to finish by saying that the monument that you're seeking to build and erect is not just a monument that will be treasured by Vietnamese Canadians. It will be a monument that will be treasured by all Canadians who will look to that as an example of courage, of human rights, of democracy, and freedom here in Canada. So thank you very much for inviting us here tonight, and I look forward to working together with you on this monument and other projects that are important to your community. Thank you so much. Come on. Thank you, Mr. Don Davey, who is so close to Vietnamese community, and he is always with us with every activity. Và Don Davey cũng nói rằng tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver là một món quà vô giá
mà cộng đồng người Việt chúng ta đã trao tặng cho tất cả những người Canada ở trên toàn cõi Canada này. Một lần nữa xin cảm ơn ông Don David. Và bây giờ chúng ta trở lại với chương trình văn nghệ. Một lần nữa xin được chia sẻ với quý vị là hôm nay trong cái nhà hàng này có tới 400 vị ân nhân đến tham dự buổi gây quý. Thành thử ra nó là một cái con số tương đối là khá đông, và do đó rất là nhiều quý vị phải ngồi chật chội, đi lại khó khăn. Và nhiều bạn ở phía cuối thì cũng có những lời ca thán là tại sao ngồi xa dữ vậy. Thì cũng xin quý vị vui lòng thông cảm cho hôm nay là buổi gây quý tương đối là đã có sự tham dự rất là nhiệt tình của bà con cô bác, và xin mong được sự thông cảm. Trước hết là buổi dạ tiệc hôm nay sẽ được bắt đầu và nhà hàng đang là chuẩn bị phục vụ cho tất cả quý vị, thì thủ ra chắc chắn là quý vị sẽ không phải chờ đợi lâu. Nhà hàng đang là đưa các thực phẩm ra tận bàn để xin kính mời quý vị dự một buổi dạ tiệc thật là ngon miệng. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được xin lỗi tất cả quý vị nếu mà có cái sự quá chật chội không được hài lòng, thì xin một lần nữa xin quý vị vui lòng thông cảm cho. Và chúc mừng xin được mời ban nhạc trở lại. Cảm ơn quý vị. Chẳng soi lên mắt lỗ vàng dáng theo vui Việt Nam.
tôi xin được thêm những quý vị mạnh thường quân hôm nay, đó là bà Tina Hằng Giang 50 đồng, cô Ngọc Hà 100 đồng, cô Thanh Thúy 50 đồng, ông Trương Văn Xuân 35 đồng, anh chị Nhị Văn 100 đồng, anh chị Ban Ngọc 100 đồng, anh chị Định Diệp 100 đồng, anh chị Truyền Huyên 100 đồng, anh chị Tào Gắng 100 đồng, ông bà Tony Triều 100 đồng, anh chị Ngân Phụng 100 đồng, ông bà Phan Mật 1.000 đồng, Linh Mục Đoàn Thanh Bình từ Ontario 100 đồng, anh chị Huy Thủy 200 đồng. Xin chào quý vị, ân nhân một tràng vỗ tay. Và xin được quý vị tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ hôm nay. Xin mời ban nhạc. Và bài đến tiếp theo chương trình hôm nay, Nguyễn Đăng xin được trình bày một liên khúc Hai Bản Hát Của Luân Đôn, Chuyện Dài Thiên Liên và Chuyện Qua Sông Lam của cố nhạc sĩ Thanh Bằng. Mời quý vị thưởng thức.
qua đôi song ca, ca sĩ Lệ Thúy và chị Thúy Nga. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Và bài hát vinh gửi đến
trong ngày hôm nay đó là một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Cơ để mang tên Bóng Bay giải từ vũ khí sư phạm thực hiện lắng nghe. Thank you.
Oh,
với nam ca sĩ Hùng Cường là Minh Phương xin được trình bày. Oh.
đem đến Sài Gòn và chúng ta cùng ca sĩ Đức Hồng mời quý vị. Xin mời quý vị về Sài Gòn. Chúng ta tháng 4 rồi các phía trung tâm sinh hoạt văn hóa hội nghị diễn sĩ sẽ được tổ
chị Kim Nguyễn đã tặng hai gói quà, có gói đầy đủ ở đây và một số chai rượu của chị Dương Quý, gồm có xanh Remy mặt đen, NSC một chai nhì gà mặt đá, chứ cả hai chai này một chai cũng là cái gì đó. Con gái ấy chỉ là nó có lớn lên mình lo là con gặp không đúng cái thằng kia, một người bạn trai ở trong là bạn bảo trên tờ mềm chà ngoài cho con gái đúng không anh? Rất là đặc biệt. Lily chai gì vậy anh? Chai là Eco Cô Nhát, Eco Cô Nhát VSOP. Đầu tiên Hồng Lan đề nghị rằng là kêu rượu trước đi, rồi sau đấy những cái phần quà này mình tính sau. Tại vì quý vị ở dưới nếu mà đấu giá xong rồi xong lại kêu rượu để mà uống chung vui tất cả mọi người. Thế bây giờ như vậy đi, chai đầu tiên mình đấu giá chai VSOP của chị Lý. Nói một xíu trước thì giới chai này nha chị Lan. Cái chai này là của chị Lily đi travel từ Việt Nam về. Chúng ta có thấy cái bọc là duty-free, có nghĩa là chỉ mua tại phi trường. Thì chúng ta không sợ cái chai này nó đây không phải mua giá, hay là bảo đảm là nó sẽ là chai này rất là ngon. Thì anh nói như vậy không có được. Mình không có nói rượu giả, rượu thật ở đây. Tất cả đều là rượu thật quý vị ơi. Mua hai lần. Bây giờ chai đầu tiên đi. Ngọc Lan kêu giá mày nó mất không mày vô lên 400. Mày ghét mẹ nó mày ghét. Nhưng 400 trẻ con nó không có tổ. Được lần kêu trước. Làm nhiều quá. Vì ai ủng hộ. Cái đầu tiên 400. Trời đất ơi là ông Phúc đâu rồi? Chốn là ông Phúc đâu rồi? Cường. Cường. Cường ơi, Cường Phúc đâu rồi? Cường ơi, Cường Phúc đâu rồi? Cường ơi, Cường tính tán. Ok, có người giơ tay rồi. Người dưới kia 400, có người giơ tay rồi, 400 lần thứ nhất, có ai hơn 400 không? 450 đồng! Em 450 đồng đó đúng không? Rồi, không thích cái người đó luôn. Chị cho xin 500 luôn đi! Thôi bây giờ 500 thì nó thẳng tay em luôn được. Cho xin 500! Đây đây! Rồi, xô! Cái này là ép. Cho xin cái tên luôn chị Ngọc Lan ơi. Chị Phương còn một cổ. Cho xin cái cặp vô. Đánh nó ra. Nó lấy được này. Đánh nó ra. Thank you. Thấy Cường nó mất tiền nè. Để nha tôi mở cửa đi. Cường ơi, Cường ơi. Trời ơi.
thuốc ở trong này, bởi vì có nhiều một số anh đi ra vào trong này để coi những ai hút thuốc thì rất là nguy hiểm, bởi vì họ có thể ngưng cái buổi đàm tiệc yêu quý của chúng ta. Xin là quý vị vui lòng, nếu hút thuốc thì xin ra ngoài, hút thuốc thì xin ra ngoài. Vâng, đó là cái thông báo rất quan trọng. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, xin về cái buổi gây quỹ tượng đài thiện nhân, xin quý vị nào hút thuốc xin vui lòng ra ngoài, bởi vì an ninh có thể sẽ ngừng cái buổi gây quỹ của chúng ta, như vậy thì không có tốt cho cái việc gây quỹ. Xin quý vị hút thuốc vui lòng ra ngoài. Xin thay mặt cho tất cả
MC một lần nữa. Chân thành cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã đến đây tham gia volunteer và đã đóng góp để cả donation cho cái buổi giao lưu này thành công. Yeah.